Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin Tài chính Bất Động Sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Theo Bloomberg, nếu thương vụ IPO của VinFast diễn ra theo đúng hướng, tài sản ròng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thể tăng từ mức 5 tỷ đô la Mỹ lên 16 tỷ đô la Mỹ, giúp ông lọt vào danh sách 500 người giàu nhất thế giới. Cụ thể ra sao? Các bạn cùng theo dõi tiếp video nhé! Theo báo cáo của Bloomberg, giá trị tài sản ròng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sắp tăng thêm 11 tỷ đô la Mỹ, qua đó giúp ông lọt vào danh sách những người giàu nhất thế giới, ít nhất là trong một khoảng thời gian nhất định. Theo Bloomberg Billionaires Index, chỉ số theo dõi giá trị tài sản ròng của 500 người giàu nhất thế giới hiện không có tên tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Tuy nhiên, nếu tài sản ròng của ông tăng thêm 11 tỷ đô la Mỹ, tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ lọt vào danh sách này. Hãng xe điện VinFast thuộc hệ sinh thái tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện sắp hoàn thành cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO thông qua một thương vụ sáp nhập với một công ty SBIC tại Mỹ. Thỏa thuận này được cho là sẽ giúp VinFast đạt được định giá 23 tỷ đô la Mỹ. Nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch, đây sẽ là giao dịch sáp nhập thông qua SBIC có quy mô lớn thứ ba trong lịch sử. Theo Bloomberg, điều này sẽ giúp giá trị khối tài sản ròng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng từ khoảng 5 tỷ đô la Mỹ lên 16 tỷ đô la Mỹ. VinFast dự báo doanh số bán hàng sẽ đạt 45.000 đến 50.000 chiếc trong năm nay và cho biết họ có thể sản xuất xe bán tải điện, ô tô điện mini và các mẫu xe khác nếu thị trường có nhu cầu. Vừa qua, VinFast cũng đã chính thức khởi công dự án nhà máy sản xuất xe điện tại hạt Chatham, Bắc Carolina, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng thị trường, phát triển thương hiệu xe điện toàn cầu và tự chủ nguồn cung của hãng tại khu vực Bắc Mỹ. Nhà máy VinFast tại Bắc Carolina có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 2 tỷ đô la Mỹ trên quy mô 733 hectare và được chia thành 5 phân khu sản xuất chính bao gồm xưởng hàn thân vỏ, xưởng lắp ráp, xưởng dập, xưởng sơn và trung tâm năng lượng. Ngoài ra, trong công viên nhà máy sẽ có các công trình chức năng khác như nhà bảo vệ, nhà máy bơm và nhà tập trung rác thải. Trong giai đoạn đầu, nhà máy sẽ tập trung sản xuất các mẫu xe điện VF7, VF8 và VF9 để đáp ứng nhu cầu thị trường với công suất dự kiến là 150.000 xe một năm. Công ty cũng lạc quan về việc định giá doanh nghiệp khi IPO thông qua thương vụ sáp nhập với công ty SBIC BlackSpace. Trong một tuyên bố gửi tới Bloomberg News, phía VinFast đã kỳ vọng về tiềm năng tăng giá đối với việc định giá doanh nghiệp. Trong nửa đầu năm 2023, VinFast đã bàn giao 11.143 xe ô tô điện cho khách hàng tại Việt Nam. Đây là kết quả ấn tượng của VinFast trong bối cảnh thị trường đi xuống. Người dân thắt chặt chi tiêu khiến sức tiêu thụ ô tô sụt giảm mạnh. Vào tháng 5, VinFast Auto BTE Ltd. và BlackSpace Acquisition Co. công bố thỏa thuận sáp nhập doanh nghiệp. Sau giao dịch, VinFast có mức định giá hơn 23 tỷ đô la Mỹ và tiếp tục kế hoạch niêm yết trên sàn chứng khoán giao dịch Mỹ. Công ty hợp nhất sẽ có giá trị doanh nghiệp khoảng 23 tỷ đô la Mỹ, giá trị vốn chủ sở hữu là 23 tỷ đô la Mỹ sau khi sáp nhập, chưa bao gồm số tiền sẽ quy đổi từ 169 triệu đô la Mỹ tiền mặt tính thác. BlackSpace là một công ty xét trắng, Blank Check Company, một công ty mới thành lập và đang trong giai đoạn phát triển. Không có kế hoạch kinh doanh chi tiết hoặc chỉ lập ra để mua lại các công ty khác, được thành lập từ năm 2021. Công ty được lập ra để nhằm mục đích thực hiện các giao dịch hợp nhất kinh doanh với công ty mua lại có mục đích đặc biệt. Special Purpose Acquisition Company, SBIC, BlackSpace có trụ sở chính đặt tại Hồng Kông và hiện đang được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán New York NYSE. Kể từ thời điểm thông tin về thương vụ sáp nhập của VinFast và BlackSpace được công bố, một số sự kiện đã xảy ra khiến nhiều người đặt ra các câu hỏi là liệu thương vụ sáp nhập này có được tiến hành hay không. Theo bà Lê Thị Thu Thủy, thương vụ này đang đi đúng hướng. Ông Dennis Tam, chủ tịch kiêm tổng giám đốc BlackSpace, cũng đã nhấn mạnh điều này với The Detroit Bureau. Trong một tuyên bố riêng, ông Dennis Tam viết, việc tuyên bố về hiệu lực của SEC là một bước quan trọng hướng tới việc hoàn thành thương vụ hợp nhất kinh doanh giữa BlackSpace và VinFast. BlackSpace dự kiến sẽ tổ chức đại hội cổ đông đặc biệt EGM để thông qua giao dịch hợp nhất với VinFast vào ngày 10 tháng 8, 2023. Giao dịch dự kiến sẽ hoàn tất và VinFast sẽ niêm yết vào tháng 8, 2023, tùy thuộc vào sự chấp thuận của cổ đông cũng như các điều kiện thông thường khác. Trong ngày 10 tháng 8, cổ phiếu VIC của tập đoàn VinGroup do tỷ phú Phạm Nhật Vượng giữ vị trí chủ tịch hội đồng quản trị ghi nhận mức tăng mạnh 2.100 đồng một cổ phiếu, tương đương mức tăng 3,19% để đóng cửa ở mức giá 67.900 đồng một cổ phiếu. Đầu phiên sáng nay, 11 tháng 8, cổ phiếu VIC tiếp tục tăng trần lên mốc 72.600 đồng một cổ phiếu. Đà tăng mạnh của VIC thời gian gần đây cũng giúp khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng mạnh,
chỉ tính riêng phiên giao dịch ngày 10 tháng 8, với 691,2 triệu cổ phiếu VIC đang nắm giữ, có tài sản của người giàu nhất Việt Nam ghi nhận tăng thêm hơn 1.450 tỷ đồng. Tính theo giá thị trường, chủ tịch tập đoàn VinGroup đang trực tiếp nắm giữ có tài sản có giá trị hơn 50.186 tỷ đồng. Cùng với đó, bà Phạm Thu Hương, vợ ông Vượng, nắm giữ có tài sản trị giá 12.337 tỷ đồng. Theo thông tin từ VinGroup, các cổ đông của BlackBay Acquisition Co. đã thông qua kế hoạch hợp nhất kinh doanh tại Đại hội Cổ đông đặc biệt ECM diễn ra vào ngày 10 tháng 8. VinFast và BlackBay dự kiến hoàn tất giao dịch hợp nhất kinh doanh vào ngày 14 tháng 8. Cổ phiếu phổ thông và chứng quyền VinFast dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch trên sàn Nasdaq vào khoảng ngày 15 tháng 8 dưới các mã niêm yết lần lượt là VFS và VFS-VKV. VinFast là công ty con của VinGroup và được thành lập năm 2017. VinFast đã chuyển đổi hoàn toàn sang sản xuất xe điện vào năm 2022. Hiện VinFast đã phát triển hệ sinh thái xe điện toàn diện, gồm các dòng xe SUV điện, từ minicar đến 5 phân khúc cơ bản ABCDE, xe máy điện và xe buýt điện. Xe của VinFast được bán tại Việt Nam, Bắc Mỹ và sắp tới là châu Âu. VinFast sở hữu cơ sở sản xuất ô tô điện tại Hải Phòng, Việt Nam với tỷ lệ tự động hóa lên tới 90% và công suất sản xuất hàng năm lên đến 300.000 xe trong giai đoạn 1. Các mẫu ô tô điện VinFast đã được bàn giao tại thị trường Việt Nam bao gồm VF-E34, VF8, VF9 và VF5. Đầu năm 2023, VinFast cũng đã xuất khẩu 2 lô xe VF8 đầu tiên tới Bắc Mỹ, ghi dấu mốc quan trọng trong hành trình trở thành thương hiệu xe điện được công nhận toàn cầu. Công ty cổ phần Vincom Retail, đơn vị vận hành 83 trung tâm thương mại, vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2023 với kết quả tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt mức 2.173 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Trong đó, hoạt động kinh doanh trung tâm thương mại ghi nhận doanh thu 1.943 tỷ đồng, tăng 7% so với quý 2/2022. Với kết quả này, Vincom Retail ghi nhận 1.001 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong quý 2 vừa qua, tăng hơn 29% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của doanh nghiệp ở mức 4.116 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.025 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 28% và 76% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận thuần từ hoạt động cho thuê trung tâm thương mại 6 tháng đạt 76%, tăng 4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Phía doanh nghiệp cho biết, kỳ vừa rồi chủ yếu tập trung vào các tài sản hiện hữu, gồm 83 trung tâm thương mại trên 44 tỉnh thành. Dữ liệu trên bảng cân đối kế toán cho thấy, tại ngày 30 tháng 6, công ty có 12.223 tỷ đồng tài sản ngắn hạn, trong đó 7.515 tỷ đồng là tiền và các khoản tương đương tiền, tăng 496 tỷ đồng so với đầu năm. Đáng chú ý, sau 6 tháng, lượng tiền mặt của Vincom Retail tăng rất mạnh, từ 181 tỷ đồng lên 5.495 tỷ đồng. Số tiền này đang được doanh nghiệp gửi ngân hàng, trong khi đó các khoản tương đương tiền trị giá 2.021 tỷ đồng, giảm so với mức 6.839 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm. Được cho biết, bao gồm tiền gửi và các khoản đầu tư khác bằng Việt Nam đồng với kỳ hạn 1 đến 3 tháng và hưởng lãi suất 5,1 đến 8,5% một năm. Tại thời điểm 30 tháng 6, Vincom Retail đã sạch dư nợ trái phiếu trong khoản mục vay và nợ ngắn hạn. Con số đầu năm là 1.045 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết, trái phiếu này được thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của một trung tâm thương mại được sở hữu bởi một công ty con. Công ty đã thanh toán khoản trái phiếu này đáo hạn trong tháng 4 vừa qua. Trong khi đó, trái phiếu doanh nghiệp trong vay và nợ dài hạn còn 1.961 tỷ đồng. Trái phiếu này đáo hạn vào tháng 8 2025 với lãi suất bằng lãi suất huy động tiết kiệm trung bình kỳ hạn 12 tháng trả sau cộng biên độ 3,5% một năm, trả lãi 3 tháng một lần. Tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của một trung tâm thương mại được sở hữu bởi một công ty con. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VIE đóng cửa phiên 27 tháng 7 giảm 1,38% còn 28.500 đồng một cổ phiếu, tăng 8,37% so với đầu năm. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.